Sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm, thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 năm 2018 bắt đầu cho thấy sự hồi phục đáng kể. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tháng vừa qua, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8 năm 2018 và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sự khởi sắc đến từ tất cả các phân khúc ô tô trên thị trường. Cụ thể, xe du lịch tăng 24%, xe thương mại tăng 21% và xe chuyên dụng tăng 36% so với tháng trước. Đặc biệt, sau một thời gian dài bị ách tắc do phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến những quy định mới theo Nghị định 116, hoạt động nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN về Việt Nam đã được khai thông. Từ tháng 9 năm 2018, nhiều mẫu ô tô nhập khẩu bắt đầu ồ ạt trở lại thị trường, tái lập thế cạnh tranh với các dòng xe lắp ráp trong nước. Theo Vama, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 9 năm 2018 đạt 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16%. Tính từ đầu năm đến nay, đây là một trong những tháng có doanh số bán hàng cao nhất của thị trường ô tô Việt Nam, chỉ xếp sau tháng 1 năm 2016 đạt 26.037 xe. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh, xe nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam cùng với việc một số mẫu mã mới được các hãng xe công bố giá bán bắt đầu phân phối ra thị trường chính là động lực giúp sức mua hồi phục mạnh mẽ. Trong tháng 9 năm 2018, những mẫu xe nhập khẩu được người tiêu dùng mong chờ như bộ ba Toyota Wigo, Rush, Avanza đều đã được hãng xe Nhật Bản niêm yết giá bán và bắt đầu giao đến tay khách hàng đặt mua. Mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest 2018 cũng bắt đầu hoàn tất các thủ tục thông quan để đến tay khách hàng. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander, Isuzu MiX mới cũng chính thức phân phối sau khi có màn ra mắt thị trường Việt Nam. Trong khi đó, nguồn cung đảm bảo giúp những mẫu xe vốn hút khách như Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Honda CR-V tiếp tục tạo nên bứt phá về doanh số tính từ đầu năm đến nay. Ở phân khúc xe sang, các dòng xe Mercedes-Benz, Lexus nhập khẩu bắt đầu phân phối trở lại sau nhiều tháng lâm vào cảnh khan hàng. Ngoại trừ doanh số bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam giảm 5%, lượng tiêu thụ ô tô của các hãng xe còn lại thuộc Vama đều tăng trưởng so với tháng trước đó. Trong đó, doanh số Toyota đạt 6.259 xe, tăng 32%, Ford đạt 3.237 xe, tăng 76%, Honda đạt 2.359 xe, tăng 11%, GM đạt 1.333 xe, tăng 34%, Mitsubishi đạt 1.008 xe, tăng 29% và Trường Hải Thaco đạt tổng doanh số 7.039 xe, tăng 14% so với tháng 8 năm 2018. Mặc dù đã có sự hồi phục khi so sánh với các tháng trước, nhưng cộng dồn 9 tháng đầu năm 2018, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dẫu sao bước hồi phục của tháng 9 năm 2018 sau cú lao dốc trong tháng 7, tháng 8 vừa qua vẫn là một tín hiệu đáng mừng đối với thị trường ô tô Việt Nam.